Thưa quý vị và các bạn, Leila Kipti Akita đã từng nói rằng điều kỳ diệu của cuộc sống là sự tự tin được dẫn dắt bởi những giấc mơ của con trẻ. Thực tế cho thấy khi trưởng thành, những đứa trẻ càng tự tin trong giao tiếp thì càng có khả năng có địa vị cao trong xã hội cũng như là thành công trong cuộc sống. Hiện nay thì rất nhiều trẻ em cảm thấy nhút nhát, thiếu tự tin, mặc cảm, tự ti với chính bản thân mình, bé ngại giao tiếp với mọi người xung quanh, đặc biệt là trước đám đông thì trẻ lại càng thu mình lại. Vậy thì làm sao để trẻ có thể tự tin trong cuộc sống, đặc biệt là khi xuất hiện trước các đám đông? Sự nhút nhát khiến cho trẻ em co cụm lại khi tiếp xúc với môi trường xung quanh. Điều đó rất ảnh hưởng không tốt cho quá trình phát triển sau này của trẻ. Nó sẽ làm thu chột những khả năng tiềm ẩn của trẻ, cũng như trẻ luôn cảm thấy thất bại, lo lắng với tất cả mọi thứ, không dám đưa ra ý kiến của bản thân, không biết giải quyết các vấn đề xảy ra xung quanh mình, không biết cách nói chuyện hay là ứng xử với người khác. Giúp trẻ tự tin là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của bố mẹ, vì không phải trẻ nào sinh ra đã có sẵn sự tự tin. Đức tính tự tin được hình thành từ tính cách, từ môi trường sống, từ kiến thức, từ những định hướng phù hợp của bố mẹ và thầy cô giáo. Để tìm hiểu nguyên nhân cũng như là đặc điểm của trẻ nhút nhát thì mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa chúng tôi với thạc sĩ tâm lý La Vĩnh Lộc, giảng viên khoa tâm lý trường Đại học Quảng Nam. Xin được cảm ơn thầy đã nhận lời tham gia chương trình. Câu hỏi đầu tiên ạ. Thưa thầy, người ta thường nói là chỉ cần tự tin là giành được 50% sự thành công trong cuộc sống. Tự tin là điều hết sức cần thiết để có thể thành công. Tuy nhiên là không phải ai cũng có được cái sự tự tin cần thiết để mà có thể xử lý nhiều tình huống trong cuộc sống. Vậy thì thưa thầy, tự tin là gì? Tự tin là cái mình biết là bản thân mình làm được việc đó, có khả năng thực hiện được việc đó. Thưa thầy, nhiều phụ huynh lo lắng là con mình quá nhút nhát. Ví dụ như là trẻ sợ bóng tối, sợ ở một mình, hay là sợ những con vật, thậm chí là những con vật nó không có hại gì cả. Đây có phải là những biểu hiện của trẻ thiếu tự tin không ạ? Đúng rồi. Tức là nói về trẻ nhút nhát, các biểu hiện của trẻ nhút nhát thì nó có hai nguyên nhân. Thứ nhất là nguyên nhân sinh học. Sinh ra ống dậy nó có kiểu thần kinh yếu và cái gì nó cũng sợ. Bởi vì sao? Khi nói đến hoạt động khẩn cấp cao thì liên quan tới cái độ nhạy cảm của các thủ cảm quan, mà cơ bản nó là năm thủ cảm quan: mắt, mũi, miệng, da, tai. Thì người bình thường chúng ta, tôi lấy ví dụ là nó này, cái ly như thế này. Người bình thường chúng ta có cái cảm giác của các thủ cảm quan nó bình thường thì ở mức độ như nào, ở mức độ đúng là nó cách bị lây cỡ sang tim máy. Những đứa mà nó có cái độ nhạy cảm quá cao thì cái độ nó sẽ tràn lên, và những đứa trẻ nó bị lấy là cái độ nhạy cảm nó trơ thế lại xuống dưới thấp. Thì thông thường á, những đứa trẻ mà nhút nhát mà do bệnh lý, tức là khi sinh ra đã có, thì là do cái thủ cảm quan của nó có độ nhạy cảm cao, nó tràn đến mức bình thường, có nghĩa là nghe tiếng động gì đó thì trong đầu nó cũng nghĩ một cái chuyện. Ví dụ mình chỉ cà cái đường dài trên sàn nhà, thì đứa trẻ nó lại nghĩ đến một cái, nó sẽ liên tưởng đến một cái nỗi sợ khác, nó là bệnh lý do kỹ thần kinh nó quá yếu. Cái thứ hai là nó nhút nhát, nó thiếu tự tin do biến cố nào đó trong cuộc sống của nó. Ví dụ nó gặp bóng đèn, nó gặp một cái gì đó mà nghĩ ma, nó hết hồn, hay là nó bị rơi xuống mương cây, hay là nó bị một tai nạn gì đó, nó bị một người lớn gọi là đánh đập bạo lực, hay nó bị dọa nạt, nó bị cô giáo dọa nạt nhốt vô trong phòng, thì nó vân vân, thì những biến cố nó cũng gây cho sẽ một cái sốc mà nó dẫn đến là nó thiếu tự tin, nó nhút nhát. Vậy thầy có thể nói rõ hơn về các biểu hiện của trẻ một đứa trẻ thiếu tự tin nhút nhát được không? Một biểu hiện của trẻ thiếu tự tin nhất là ngại giao tiếp. Thứ nhất là ngại giao tiếp, không thích nói chuyện với ai cả, ngại giao tiếp. Khi người lớn mà nói chuyện trực diện với nó thì nó sẽ trốn, ánh mắt nó sẽ trốn đi, và nó sẽ nói lý nhí, dù hỏi tới đâu trả lời tới đó, chứ không bao giờ chủ động giao tiếp. Và bao giờ nó cũng trong người nó có một cái định kiến về giao tiếp, định kiến với người giao tiếp là người đó sẽ làm cái chi đó mình phương hại đến nào, và đó là thật sự nguy hiểm để trẻ tiếp tục thực hiện những cái hoạt động giao tiếp sau này. Nếu nó cảm thấy không sợ sệt thì nó sẽ có một cái
gọi là một cái suy nghĩ rất là gọi là nó gần như nó mặc định trong đầu nó luôn là việc nó sẽ làm không được. À, chưa làm nhưng biết là mình làm không được cho nên mình không làm và không ngồi im. Ví dụ cô giáo đưa ra câu hỏi cũng rất đơn giản, à, nhưng mà có khi nào nó biết nhưng mà nó không trả lời vì nó nghĩ là trả lời chắc thua bạn khác, trả lời chắc cả lớp cùng cười. Đó là những cái mà làm cho trẻ không tự tin. Vậy thì chúng ta có thể khắc phục được cái tính này của trẻ không thưa thầy? Được chứ, bởi vì đứa trẻ sinh ra thì vốn dĩ nó là vậy. Còn cái chuyện mà nó sau này nó thành công, nó trưởng thành như thế nào thì vẫn là vai trò của môi trường, vai trò của nhà giáo dục và vai trò của chính bản thân của trẻ. Do đó là giáo dục nhà trường người ta cũng hiểu, cũng thấu hiểu chuyện này. Và người ta sẽ những đứa trẻ nhút nhát thì là bao giờ cũng đưa trẻ vào cái dạng hoạt động mang tính động. À, tức là hoạt động nhóm, hoạt động mang tính động để trẻ thay đổi các kiểu thần kinh của nó, tránh nhút nhát. À, rồi mình nâng đỡ trẻ bằng cách là mình ngợi khen nhiều hơn là trách phạt. À, ví dụ như trẻ chỉ cần tiến bộ một tí là mình gọi là ca nó lên, bia nó lên là hơn bình thường. À, đó là một cách để là rồi mình sẽ giao nhiệm vụ cho nó, à cái chuyện này con làm được, khuyến khích động viên con làm được, mấy con làm được hay cái nào con làm còn giỏi hơn bằng A bằng B nữa kìa. À, khuyến khích nó như vậy. Cái mà chủ lực là gọi là cái mà trọng điểm là chúng ta vẫn đánh bật trong đầu nó ra khỏi cái lo sợ về bản thân nó không làm được việc đó. Còn về mặt đại lý á, về mặt xúc cảm thì rõ ràng cũng phải can thiệp về mặt y học. Có những đứa trẻ mà nó bị ám ảnh, có một ám ảnh gì đó mà nó luôn luôn nó ở trong trạng thái sợ sệt, không tự tin về mặt bản thân, nó thường thường là hay chui vào một cái xó nào để ngồi. À, những đứa trẻ đó thì chúng ta can thiệp theo chuyện khác là nó liên quan tới tâm thần rồi. Còn những đứa trẻ mà nó không tự tin cho sốc cho đồ thì chúng ta khuyến khích động viên, chúng ta tạo cơ hội cho trẻ để cảm thấy trẻ vẫn làm được và trẻ cũng không thua đứa nào, không thua bạn nào. Trong chương trình thì cũng đã nhận được một vài câu hỏi của khán giả. Và câu hỏi đầu tiên nhờ thầy giải đáp là của chị Lam ở Tam Kỳ. Chị hỏi là chị có một cô con gái là hơn 7 tuổi, bình thường ở nhà thì nói chuyện rất là nhiều với ba mẹ và anh chị em trong nhà. Tuy nhiên mà khi mà có khách đến nhà hay là thậm chí là một người quen, họ hàng chẳng hạn, nhưng mà em ấy cũng không nói. Như vậy thì trong trường hợp này em ấy là thiếu tự tin hay là tự kỷ ạ? Đó phụ huynh cũng không lo lắng lắm, vì đây là không phải một trường hợp của con phụ huynh này đâu. Yeah. Phần lớn trẻ con bây giờ là vậy. Yeah. À, các khách tới nhà nó lẻn nó đi, là có ngồi đó thì hỏi cái gì, biểu nó làm gì nó làm. Yeah. Chưa đến nhà là tự kỷ đâu, tự kỷ thì cái phổ nó đến 7 phổ lận và nó quan trọng hơn, nó gọi là nó phức tạp hơn nhiều. Yeah. Còn cái chuyện mà trẻ khách tới nhà bình thường vẫn nói chuyện với ba mẹ ông bà nhưng mà khách tới lại không nói thì cái chuyện đó gần như là trẻ con bây giờ nó có cái đó. Yeah. Bởi vì nhiều khi người lớn chúng ta cũng quen đi cái điều là trẻ con cái khách nào thì trẻ phải ra chào, trẻ phải ngồi đó nói chuyện để tiếp người lớn. À, thông thường người lớn chúng ta là muốn có riêng tư người lớn cho nên là thường người lớn tới là biểu con đi đào đó. À, và dần dần cũng tạo cái đại thói quen là người lớn tới là không phải nói gì cả. Bởi vì có phải là bố mẹ có biết mình nói đâu. À, thì tôi nghĩ là không có tự kỷ đâu, vì tự kỷ nó phức tạp lắm. À, nhưng mà muốn cho trẻ nó thay đổi cái hành vi này thì rõ ràng là con thì cũng dễ thôi. Đấy là có khách tới thì cũng mời con ra tiếp khách với mình. À, tăng cường trò chuyện đó, ví dụ như khách của mẹ, à, thì cô đó với mẹ như thế nào, cô đó hồi xưa học mẹ tên nên là mối quan hệ mình cũng phân tích cho trẻ thấy là mình đón khách với cái vai trò vị trí như thế nào và trẻ tham gia cái cuộc này cũng với vai trò vị trí thế nào. À, như ví dụ như là cô đó thích nói chuyện với con lắm, cô đó muốn biết về chuyện học của con lắm, cô đó luôn luôn hỏi mẹ về chuyện của con nhưng mẹ không biết cho nên là mẹ muốn là con phải trực tiếp con nói với cô. Đó là những cái mà chúng ta động viên á. Chứ còn cái này là không phải tự kỷ đâu. Tự kỷ 7 tuổi rồi thì nó lại nặng lắm chứ không phải ở một dạng đó đâu. Yeah. À, tự kỷ mà không tiếp xúc người lớn hay là không tiếp xúc được bằng mắt đó, không giao tiếp bằng mắt thì dưới 6 tuổi, nhưng mà đây 7 tuổi rồi là nó nặng lắm và nó biểu hiện là nó rối gì mặt hành vi, không còn là một mặt là cảm xúc của gương mặt nữa. Câu hỏi cuối cùng ạ, vậy thì lời khuyên của thầy dành cho các bậc phụ huynh trong trường hợp có con mình thiếu tự tin nhút nhát thì nên làm gì ạ? Cũng chỉ nói ngắn gọn là như thế này, các phụ huynh nên hiểu con mình, nên hiểu con mình. À,
nên cảm nhận cho rõ về cái nội tâm của con mình ha. Bởi vì sao? Cái chung quay lại mà những câu hỏi phụ huynh đặt ra là tôi thấy như thế này. Phụ huynh không hiểu con, và nhiều khi phụ huynh cũng không hiểu về thời cổ. Không hiểu con mình ở mức độ nào, con hiểu cái mà ép con mình theo cái đó. Cho nên nó có sự chen giữa hai cái, cho nên cái những cái mà phụ huynh quá mà kỳ vọng về con mình là thấy con mình ở dưới đáy này đây. Cho nên là đâm ra là lo ngại, tất cả cũng không có gì đang lo ngại. Hiểu con mình và hiểu thời cổ, tôi nghĩ như bản thân của tôi thôi, tôi nói rất nhiều như bản thân của tôi. Tôi là sinh ra ở thời kỳ là giải phóng, trước và sau năm 75. Thì thời kỳ đó cả nước là cùng khó khăn, kinh tế rồi những cái điều kiện học tập của chúng tôi đó. Và đặc biệt tôi thấy một cái mà bây giờ nhìn nhận lại mình là mình thấy là cái giáo dục của gia đình mình là nó sai. Nhất là cha mẹ tôi là những người, ba mẹ tôi là những người rất là nghiêm khắc và cũng là người cá ăn cá học. Nhưng mà thật ra vào thời điểm đó quá cực, chỉ lo chạy cuộc sống trẻ ăn, cuộc sống hàng ngày cho con. Cho nên là không hiểu về con, không hiểu về tuổi tôi, anh em của tôi. Và bản thân của ba mẹ tôi lại cũng không hiểu về thời cuộc thế nào. Cho nên cái định hướng cho con học trường chuyên, lớp chọn, thi vô cái này cái nọ, hoàn toàn không biết gì về năng lực của con hết. Và cũng không biết thời cuộc thế nào. Ấy tụi tôi vô cũng không có khủng khổ như vậy. Tụi tôi là những đứa không có cá tính, cứ cha mẹ nghe lời. Nhưng cuối cùng là mình gặp rất nhiều khó khăn. Nhà phụ huynh nên bây giờ mình có tài liệu nhiều, có cái thông tin nhiều, phụ huynh nên đọc, nên chia sẻ để mà đừng đẩy con mình vô cái hoàn cảnh như vậy. Tức là phải hiểu con mình và phải hiểu thời cuộc nữa. Dạ, vâng, xin được cảm ơn những kiến thức cũng như là lời khuyên rất là chân thành và bổ ích của thầy đã dành cho quý vị khán giả xem truyền hình. Muốn rèn luyện sự tự tin, trước tiên bạn phải làm cho trẻ tin vào bản thân mình bằng cách không ngừng động viên bản thân bằng các câu như là mình làm được, mình nhất định làm được, mình sẽ thành công, mình sẽ làm việc đó tốt hơn người khác. Có như vậy, con bạn mới phấn chấn và bình tĩnh đối mặt với những tình huống khó khăn. Và điều quan trọng là bạn phải rèn cho trẻ có được thói quen luôn khẳng định bản thân mình trước người khác. Cứ duy trì thói quen này, đến một ngày nào đó, con bạn sẽ phát hiện ra bản thân đã có đủ tự tin đối mặt với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, hãy nhớ rằng tất cả những rèn luyện chỉ là mang tính bước đầu để tạo nền tảng cho con về sau. Do đó, bạn phải để trẻ làm tất cả mọi việc trong trạng thái thoải mái nhất mà trẻ muốn. Nếu như có một đám đông nào đó con cảm thấy xa lạ, không muốn xuất hiện thì bạn cũng đừng nên gây sức ép với con. Thay vào đó, bạn hãy đưa con đến những môi trường khác nhau để con làm quen từ từ. Có thể để bé ở bên cạnh bạn quan sát và từ từ làm quen với những người bạn. Trẻ sẽ cảm thấy tự tin hơn khi nào môi trường mới bé cảm thấy thật sự an toàn. Và đến đây thì chương trình Kiến thức cuộc sống cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chương trình.